Linh Bảo vừa like vừa chia sẻ và vừa comment. Chúng ta đang có 3 người chơi đúng luật. Ok. Các bạn bây giờ các bạn có thể nhìn lên màn hình của chúng ta và các bạn có thể thấy là 10 người đang comment và like share đúng luật chơi thì mới vào được lột vào cái bảng hệ thống cuối cùng của chúng ta. Các bạn có thấy không? 10 người. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái quay số ngẫu nhiên. Thì hiện giờ chúng ta đang là giới hạn ở 100 số thôi, từ 1 tới 99. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đang có một số người là đã bình luận là đang có một số người bình luận là đã bình luận và like chia sẻ thì đúng luật chơi thì mới lột vô được cái mạng hệ thống này của chúng ta. Và bây giờ kỹ thuật ơi, hãy cho hệ thống quay số bắt đầu đi kỹ thuật. Ok, chúng ta sẽ cho hệ thống quay số đang quay nha các bạn. Và bây giờ 3 2 1. Ok, ai đây? 86. Chúng ta lại có tới 2 người bình chọn số 86. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm ra được cái người thắng cái phần quà này đây? Lê Công Khanh và Đặng Đình Bảo. Đây là món quà chúng tôi dành cho Lê Công Khanh và Đặng Đình Bảo. Và bây giờ chúng ta sẽ có thêm một hệ thống quay số vòng chung kết nữa các bạn. Kỹ thuật ơi, thì hệ thống của chúng tôi rất là thông minh. Có nghĩa là khi mà nó nhận diện được 2 con số thì nó báo sẽ có 2 người bình chọn số 86. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay số người may mắn nhất thì nó sẽ hiện số 1 hoặc là số 2 thì người đó sẽ là người trúng giải. Và bây giờ Đặng Đình Bảo hay là Lê Công Khanh sẽ là người nhận được phần quà này. 3 2 1. Đây là một cái tương tác mà chơi game quay số trong livestream. Và số 2 là bạn Đặng Đình Bảo đã nhận được món quà này các bạn.